Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo hạn chế truyền thông độc lập Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân quyền Thơm Lanthos thuộc Hạ viện Mỹ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập bà Phạm Đoan Trang Ủy ban này cho rằng trường hợp của bà Trang là điển hình về vi phạm tự do truyền thông và tự do báo chí trên toàn thế giới Đài VOA Tiếng Việt đưa tin trong một bài viết đăng ngày 5 tháng 1 năm 2023. Hình ảnh bài báo trên AFA ngày 5 tháng 1 năm 2023. Bài báo này cũng trích dẫn một Twitter đăng ngày 22 tháng 12 của dân biểu Hoa Kỳ Ro Khanna, người bảo trợ cho bà Phạm Đoan Trang. Dân biểu Ro Khanna viết, chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho tự do của bà Phạm Đoan Trang Chính phủ Việt Nam đã nhắm mục tiêu và tra tấn bà vì bảo vệ dân quyền. Cảm ơn Ủy ban Nhân quyền Thơm Lanthos và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới Quốc tế và tất cả mọi người đang đấu tranh để trả tự do cho bà ấy và tự do cho tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam. Các dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam để trả tự do cho bà Trang. Bài báo cũng trích dẫn nhận xét của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một cựu tù chính trị Việt Nam hiện đang tị nạn tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, bà Quỳnh cho biết, bản án 9 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên chính là đòn thù mà nhà cầm quyền Việt Nam đã đánh để đáp trả cho lòng can đảm của bà Phạm Đoan Trang. Tôi hy vọng rằng sự dấn thân của chị Đoan Trang sẽ tạo ra thay đổi tích cực trong một xã hội đầy sợ hãi và khiếp nhược. Hình ảnh bà Phạm Đoan Trang Bà Phạm Đoan Trang đã bị công an Hà Nội bắt giữ vào tháng 10 năm 2020 khi bà đang ở trong một nhà trọ tại Sài Gòn. Bà bị kết án 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước trong phiên tòa sơ thẩm ngày 14 tháng 12 năm 2021 và y án phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8 năm 2022. Những nhà báo khác bị chính quyền Việt Nam giam giữ có thể kể đến như hội nhà báo độc lập bị bắt giam 3 người gồm nhà báo Phạm Chí Dũng chủ tịch hội nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, thư ký của hội. Nhóm báo sạch bị kết án và giam giữ 5 người gồm nhà báo Trương Châu Hữu Danh, nhà báo Nguyễn Phước Trung Bảo, nhà báo Đoàn Kiên Giang, nhà báo Nguyễn Thanh Nhã và nhà báo Lê Thế Thắng và nhiều nhà báo, blogger, facebooker khác. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF thì xếp Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới trong năm 2022. Trong đó Trung Quốc đứng đầu với 110 nhà báo bị cầm tù, Myanmar 62 người, Iran 47 người, Việt Nam 39 người và Belarus 31 người. Hình ảnh bài báo trên BBC về tình trạng bỏ tù nhà báo của Việt Nam. Theo RSF, chế độ cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục nỗ lực đàn áp báo chí độc lập và truyền thông mạng xã hội. Trong 5 năm ông Trọng cầm quyền, số nhà báo bị bắt giữ tăng gấp đôi. ASF liệt Nguyễn Phú Trọng vào danh sách kẻ thù của báo chí. Tổ chức phi chính phủ Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ trong báo cáo về tự do Internet năm 2022 công bố vào tháng 10 năm 2022 cũng xếp Việt Nam là một trong năm quốc gia có tự do Internet kém nhất thế giới. Theo báo cáo này, Việt Nam chỉ đạt 22 trên 100 điểm, trong đó có 12 điểm cho một trở ngại để truy cập, 6 điểm cho giới hạn nội dung và 4 điểm cho vi phạm quyền người dùng. Việt Nam chỉ xếp trên Cuba, Iran, Myanmar và Trung Quốc về tự do Internet. Trong một tuyên bố vào tháng 10 năm 2022, chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định việc thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là chìa khóa cho sự cam kết liên tục của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ đối tác toàn diện. Chính quyền Việt Nam luôn bác bỏ việc họ đang giam giữ tù chính trị hoặc tù nhân lương tâm Họ tuyên bố rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những người này vì vi phạm nhân quyền. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo hạn chế truyền thông độc lập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sử phạt cha mẹ ép con học tập có chấm dứt được tình trạng trẻ phải học quá tải hay không? Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình sửa đổi với hơn 93% tán thành. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Hình ảnh bài báo về việc Quốc hội thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Điểm đáng chú ý trong luật này là nếu cưỡng ép con cái học tập, lao động quá mức, cha mẹ sẽ phải đối diện với án phạt. Người vi phạm có thể phải làm lao động công ích phục vụ cộng đồng. Về vấn nạn trẻ em Việt Nam bị ép học tập quá mức, quá tải dường như đã trở thành quốc nạn, gây ra nhiều hệ lụy và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến những thế hệ tương lai cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy nên đưa ra những giải pháp để ngăn chặn vấn nạn này là điều nên làm tuy nhiên việc ép con trẻ học quá mức không phải chỉ là áp lực từ cha mẹ mà còn là từ chương trình học từ bệnh thành tích của nhà trường và từ thầy cô giáo bộ giáo dục đã nhiều lần điều chỉnh chương trình học để giảm tải nhưng càng điều chỉnh càng rối và đến nay tình trạng học tập quá tải vẫn như cũ bệnh thành tích trong nhà trường đã được đề cập đến nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi và giáo viên vẫn ép học sinh học tăng buổi, học thêm như thường. Nhà trường vốn không chỉ gây áp lực cho học sinh mà còn gây áp lực cho cả phụ huynh. Không thiếu gì trường hợp thầy cô giáo gọi điện mắng phụ huynh xa xả chỉ vì con em họ bị điểm kém, bị tuột bậc xếp hạng. Không thiếu gì những chuyện thầy cô giáo lên bục giảng dành thời gian để chửi học sinh nhiều hơn là để giảng bài. Hình ảnh tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học rất cao. Từ áp lực học hành trong năm 2022 đã xảy ra rất nhiều vụ tự tử do áp lực học tập. Vào cuối tháng 3 năm 2022, một nữ sinh ở Hà Nội đã phải nhảy qua cửa sổ từ tầng 26 của một chung cư. Một nữ sinh khác học lớp 8 ở Bắc Ninh đã chọn cách treo cổ tại nhà. Tháng 4 năm 2022, một nam sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdam cũng chọn cách nhảy lầu tự tử. Những việc này khiến xã hội rúng động và những người làm cha làm mẹ phải bàng hoàng có một thực tế ở Việt Nam mà vì điều đó dẫn đến tình trạng cha mẹ phải ép con học. Đó là thu nhập của người công nhân, người lao động không có bằng cấp là quá thấp. Mặt bằng trên lệch giữa thu nhập của một người lao động tay nghề và một người lao động trí thức là quá cao. Nhất là với những người giỏi ngoại ngữ có thể vào làm việc cho những công ty nước ngoài. Một người công nhân thu nhập bình quân chỉ khoảng 6-7 triệu đồng một tháng. Cố gắng tăng ca, làm thêm thì giỏi lắm cũng chỉ được 14-15 triệu với mức thu nhập này người công nhân phải căng sức ra mà làm làm việc đến kiệt quệ nhưng với mức thu nhập này vẫn không đủ để trang trải chi tiêu cho một gia đình hình ảnh thu nhập của công nhân ở nhật rất cao trong khi đó một người làm việc cho công ty nước ngoài có thể có thu nhập từ vài chục triệu đến cả trăm triệu một tháng đây là một sự bất bình đẳng quá lớn và dẫn tới nhiều bất công nhiều hệ lụy cho xã hội và nó là một vấn đề vĩ mô thuộc phạm vi trách nhiệm của chính phủ chứ không chỉ là vấn đề ở gia đình chính thực trạng này mới là nguyên nhân thực sự để các bậc cha mẹ phải gây áp lực buộc con cái phải học giỏi để có được tương lai tốt đẹp hơn ở các nước tiên tiến một người công nhân bình thường cũng có thu nhập ở mức đảm bảo được cuộc sống gia đình nếu làm việc ở những ngành nghề hot như cơ khí chăm sóc sức khỏe đầu bếp thì thu nhập của họ không thua gì một giáo sư bác sĩ do đó cha mẹ hoàn toàn không cần phải gây áp lực học hành với con cái như vậy, nếu chỉ xử phạt cha mẹ vì ép con cái học quá mức thì có giải quyết được vấn đề không và điều này có công bằng hay không? Tuy nhiên, cũng cần nói đến điểm tiến bộ trong luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 so với luật phòng chống bạo lực gia đình 2007. Luật mới có nhiều bổ sung chi tiết hơn, ví dụ quy định rõ ràng những hành vi như thế nào là hành vi bạo lực gia đình và điểm tiến bộ là quy định xử lý phạt hình ảnh bài báo nói về việc cha mẹ sẽ bị xử phạt lao động công ích nếu ép con học quá mức hình thức phạt bằng lao động công ích có lẽ sẽ có tác dụng hơn hình thức phạt tiền trước đây nếu thực hiện nghiêm túc vì truyền thống của gia đình việt nam vốn là kinh tế chung chồng đi làm về thì giao tiền cho vợ quản lý chi tiêu vậy nên khi phạt ông chồng thì bà vợ phải chi tiền phạt tiền cha mẹ thì ảnh hưởng đến những khoản cần chi tiêu của con cái nên điều này làm mất tác dụng răng đe các công việc phục vụ cộng đồng gồm tham gia trồng chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng, sửa chữa làm sạch đường làng ngõ sớm, đường phố ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc các công trình công cộng khác, tham gia công việc khác nhằm cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin xử phạt cha mẹ ép con cái học tập có chấm dứt được tình trạng trẻ phải học quá tải hay không? quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d